Đây là pin thì mọi người sẽ lắp như này. Bấm vào nó kêu tạch một cái. Còn anten thì anh em xoay vào đây. Trên thân đàm ấy thì nó sẽ có thứ nhất là hai cái nút xoay ở đây. Cái nút này là xoay để tắt bật này và cũng đồng thời là to nhỏ luôn. Còn đâu nút bên này để chuyển kênh nhé. Thì anh em bật tạch lên phát này. Nếu tiếp tục xoay nữa ấy, thì nó sẽ là to nhỏ. Khi bật lên nó thông báo luôn. Kênh 1 đây này. Chuyển sang kênh 2 này. 3 này. Anh em cứ bật lên sau đó chuyển về kênh 3 cùng với con này bên này. Bây giờ muốn hai con nói với nhau, kết nối với nhau thì bên tay trái mình sẽ bấm vào cái nút PTT này nhé. Thì nó sẽ kết nối này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn đây là cái này là để cắm tai nghe này. Còn đâu là khi hết điện thì anh em cắm vào cục sạc. Cắm điện vào đây thì nó sẽ báo đèn ở chỗ này anh em này.